tôi không cho phép. Chính chính tôi là một người tay sai làm dùng đất đấy. Đồng bào người Việt Nam làm gì sai? Tôi là phó chủ tịch nguồn vụ của cộng đồng người Việt Nam. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một buổi biểu tình thật là rầm rộ để cho tất cả các hội đoàn và tất cả mọi người dân biết đến những hành động đã tuyên truyền của bọn cộng sản như thế nào và những người tiếp tay đã làm những công việc truyền thông là đem các cái chương trình của bọn Việt Cộng từ ở trong nước ra ngoài đây để mà lan truyền đem lên đồng bào những cái sự độc hại tuyên truyền của cộng sản qua nghị quyết 36 như thế nào. Đó là một điều mà chúng tôi rồi xem 3 giờ. Bà Quốc Huy xin kính chào tất cả quý vị coi trong chương trình của Quốc Huy hôm nay. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, tại trên đại lộ Bonsa phía trước cửa của trung tâm Thúy Nga, chúng ta cũng biết là trong một cái thông báo của Liên Ủy ban chống Cộng sản và tay sai tại khu vực vùng Lý Đô Sài Gòn, thì trong cái thông báo đó thì cũng có kêu gọi tất cả những cái quý đồng hương giống như là bà con của chúng ta đến biểu tình trung tâm Thúy Nga. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi thấy là có rất là đông đồng hương tụ tập ở đây để có những cái quyết định mà họ phản đối trung tâm Thúy Nga. Và cái lý do mà họ đưa ra để phản đối trung tâm Thúy Nga đó là trong một cái thông báo thì họ nói rằng phía trung tâm Thúy Nga đã hợp tác với lại phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong một cái hợp tác với lại và trong một cái link, một cái bài báo mà chúng ta cũng thấy đó là gần đây thì đài Việt Phê TV họ cũng có một số cái vấn đề mà bên phía tờ báo Nhân dân của Việt Nam có đăng ra đó. Thì phía tờ báo Nhân dân Việt Nam có đăng rằng liên quan đến giám đốc của đài truyền hình Vĩnh Long trong một cái chương trình từ thiện đối với đài Việt Phê thì đồng bào ở đây, đồng hương ở đây họ không đồng ý với quan điểm đó. Và trong ngày hôm nay thì tất cả bà con của chúng ta tổ chức biểu tình ở đây. Và sau đây Quốc Huy xin mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh trong ngày hôm nay. Ok rồi, anh Lý quay gì vậy đi. Ok. Đây. Đây. Đây là ông Ngô Kỷ. Ngô Kỷ trong ngày hôm nay nó còn bỏ phiếu cho Trung Cộng để mà vào cái thành phố gần đô đuổi hết dân chúng Việt Nam và mua hết Bobby Home để mà biến thành Chinatown, biến thành Little China ở ngã thành phố gần đô, phá Pháp Bùi. Mày có bỏ phiếu cho thằng Trung Cộng bỏ mấy tỷ đô la để mua đất gần đô. Đây là trò mị dân, chúng ta phải lột thằng mặt. Cộng đồng này đa số là hèn thôn nó tất cả. Hèn lắm, sợ hèn. Nó là chủ tịch cộng đồng, nó là phó thị trưởng, thì nghị viên e cũng sợ nó, sợ cái gì? Đây đất nước dân chủ tự do mà chúng ta không dám nói thì làm sao đồ hỏi trong nước không nói được. Quý vị okay. Tôi chủ gì không? Tất cả quý vị đang theo dõi, đó là cái hình ảnh vừa rồi ông Ngô Kỷ đang phản đối một số người có mặt ở trong cộng đồng. Quốc Huy sẽ tường trình cái vụ việc đó sau. Bây giờ Quốc Huy chuẩn bị bắt đầu phía đồng bào của chúng ta đang cầm cờ và đang đi bộ một vòng ở trên đại lộ Bonsa, thì họ đang chuẩn bị tiến về phía trung tâm Thúy Nga. Thì mời quý vị, mời với lại các bạn coi theo dõi hình ảnh này. Bầu trời hôm nay mây mù. Yeah.
xin nhận lại. Bảy trai Việt Phê TV và Thiên Gia Paris. Thiên trai công dân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa thề đập tan nát bọn tay sai cộng sản của 46 năm vùng phá hoại nước Mỹ. Công dân Mỹ Việt Nam tay sai Việt Nam đã đảo Việt Phê TV tay sai Việt Cộng đã đảo bọn Việt Giang tiếp tay Việt Phê TV phản bội cộng đồng tị nạn đã đảo bọn Việt Giang tiếp tay Việt Phê TV phản bội cộng đồng tị nạn đã đảo Việt Phê TV tay sai Việt Cộng đã đảo Việt Phê TV tay sai Việt Cộng mà chưa có nói vấn đề chính trị nó đầu độc một cái đám khối như vậy qua là khối mình nó là kinh luận chính trị. À, bây giờ Huy sẽ hỏi chuyện một số người tham gia trong đoàn biểu tình trong ngày hôm nay. Dạ xin kính chào anh ạ. Dạ xin kính chào anh. Trời. Anh hả? Sơn nói cho Sơn. Anh nói đi. Anh nói cái cảm nghĩ của anh cái khi mà anh tham gia. Trời ơi. Ơi. Nói thì mình nói mình đi biểu tình. Đi mấy bà đó. Mọi người rồi. Hello chị, xin chào chị. Trong ngày hôm nay Huy gặp thêm một người. Chị hình như là em nhớ là chị đến từ San Diego phải không? Dạ, chị có đôi lời với lại mọi người đang xem chương trình trong cái ngày biểu tình hôm nay. Dạ, trong cái ngày biểu tình ngày hôm nay đó là cái vấn đề tinh thần tôi thấy mọi người rất là lên cao, bởi vì rằng là mọi người đều đồng lòng cất cao cái tiếng nói của mình cho đồng hương biết cũng như tất cả mọi người trên thế giới. Nếu họ xem được những cái đài truyền hình thì hiểu biết rằng là người Việt tị nạn cộng sản không chấp nhận hòa hợp hòa giải với cộng sản và không chấp nhận cái việc của Việt Fest TV cũng như Thuy Nga Paris by Night và đài Vĩnh Long họ đương tiếp tay cho cộng sản làm lũng đoạn nguy hiểm đến cái tình trạng của người tị nạn cộng sản chúng ta, đến cái tinh thần của chúng ta. Dạ xin cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ Quốc Huy mời quý vị coi cái khung cảnh phía trước này. Phía trước này đó, đây cái phía xa phía bên này là trung tâm Thúy Nga ở tại đường Bôn Sa. Và đây rất là đông bà con Việt Nam tụ tập ở đây với tờ vàng với lại cái bảng những cái bảng phá hoại đất Mỹ theo lệnh của pháp. Huy thấy rất là đông cảnh sát họ. Quy thấy là có rồi đó, rất là đông cảnh sát ở đây cũng đang bảo vệ cho trung tâm ở đây. Đây là trung tâm phía Nga và từ cái phía ở bên này đó chúng ta quay qua chúng ta thấy ở trung tâm tới ra anh em vừa một câu vừa sắp xếp cái đội hình nhất cái không đến nơi vào cái lốt nhất lên rồi đặt đôi đặt đôi rồi đảo trung tâm Mỹ Việt Nam
đây. Thôi mấy đồng bào, đồng bào cho tôi trình bày chút xíu. Trước cái vị trí của Trung Nam Ý Nga, chúng ta sẽ cử hành nghi thức chào quốc kỳ. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc biểu tình kế tiếp, đồng bào yên tâm đi, chúng ta còn biểu tình tiếp. Oh,
quý vị nhận ra đó là cô ta không cần cao công. Lúc này cô phải không? Tại sao hôm nay không mặc mặt này cô ta không cần? Anh linh mục các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị quốc công thân. Anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản. Cùng hướng linh của đồng bào đã tuẫn nạn trên đường vượt thoát nơi biển cả chốn rừng sâu, cũng chỉ vì một khát vọng đem cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, cuộc sinh lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúng tôi lý do tại sao chúng tôi đã đi từ Bắc Cali thật sớm, có những người đi từ ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng tôi đã đến đây rất sớm để cùng với ban tổ chức và đồng bào tất cả các nơi để chúng ta biết được rằng là đất nước của chúng ta đã và đang rơi vào tay của bọn tàu cộng do bọn thái thú
Hà Nội như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là những tên đầu sỏ đã rước bọn tàu vào. Và quý vị biết rằng ngày hôm nay ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta cũng đang bị bọn thái thú Hà Nội tiếp tay với bọn tàu để sửa đổi ngôn ngữ của chúng ta. Điều đó sẽ đem đến một di hài vô cùng to lớn là dân tộc Việt Nam sẽ mai một và tan lụi giống như là người Tây Tạng ngày hôm nay, thưa quý vị. Do đó, tất cả những việc làm của ban tổ chức của Đền Đức Thánh Trần đã tổ chức ngày hôm nay là một điều rất trân trọng và chúng tôi rất cảm ơn, cũng như là chúng tôi mong muốn tất cả mọi người có mặt ở đây, tất cả quý vị sẽ là những người dân yêu chuộng tự do và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hãy kêu gọi đồng bào để tẩy chay tất cả những cơ quan nào tuyên truyền cho Việt Cộng, cũng như là những cơ quan nào đã làm những công việc đó. Chúng ta hãy tẩy chay những cơ quan đó và tẩy chay luôn kể cả những cơ quan, những cái phòng thương mại đã tiếp tay cho những cái cơ quan truyền thông đó. Đó là những mạch sống của Việt Cộng nối dài ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn ban tổ chức. Đã đảo với dân nghệ sĩ tiếp tay với Việt Cộng. Đã đảo với dân nghệ sĩ tiếp tay với Việt Cộng. Đồng hương khắp nơi trên thế giới và đồng bào ở trong nước. Báo Nhân Dân là một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản cái sự hợp tác giữa đài truyền hình Vĩnh Long và đài Vietfest TV. Và gần đây trên tờ báo Người Việt, ông tổng giám đốc truyền hình Vĩnh Long đã xác nhận là ông có cái sự hợp tác sâu xa với đài Vietfest TV, và Vietfest TV cũng xác nhận trên tờ báo Người Việt là họ có cái liên hệ sâu xa với truyền hình Vĩnh Long. Gần đây truyền hình Vĩnh Long lại còn tổ chức một cái buổi vinh danh, chương trình vinh danh những chiến thắng Mậu Thân. Đây là một cái điều sỉ nhục cho đồng bào ở trong nước và đồng hương ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ sự việc nó đã rõ ràng như là ban ngày và ban đêm, như là trắng và đen. Chúng ta hoan nghênh sự hợp tác của cộng đồng người Việt Bắc Cali và cộng đồng Nam Cali cùng sát cánh với nhau lên tiếng cho đồng hương để phản đối Paris by Night, phản đối Vietfest TV, phản đối truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi kêu gọi tất cả những ai đã và đang hợp tác với Vietfest TV hãy chấm dứt sự hợp tác của mình. Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương tẩy chay không coi Vietfest TV, và chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ sở thương mại Việt Nam đã và đang quảng cáo trên Vietfest TV hãy ngừng quảng cáo của mình. Đây là một cái điều hết sức là đơn giản. Chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài Việt Nam bóc lột người dân. Chúng ta không chấp nhận bất cứ ai làm việc với họ, và chúng tôi đòi hỏi Vietfest TV phải chịu trách nhiệm với đồng hương khắp nơi trên thế giới về việc họ đã quyên tiền, lạm quyên, lợi dụng lòng thương của người Việt hải ngoại, lấy tiền gửi về cho bè lũ cầm quyền Việt Cộng để mà dùng cái tiền đó làm chuyện gì chúng ta không hề biết. Đây là một sự phản bội đến tình thương, đến cái lòng tự thiện của người dân ở hải ngoại. Chúng tôi xin hết lời. Bây giờ chúng tôi tiếp tục mời San Diego, mời chị Đặng Kim Phương đại diện cho San Diego, cộng đồng San Diego xin lấy ý kiến. Kính chào quý đồng hương, chúng tôi là cộng đồng nghiệp cho những người đồng hương tại quê ở San Diego lên đây để cùng tất cả các quý vị cục đồng hương cất cao tiếng nói. Tiếng nói của chúng ta là tiếng nói chính nghĩa. Tiếng nói của chúng ta là những người tị nạn cộng sản không chấp nhận
những hành vi hành động của những kẻ đã bán nước còn hại dân, của những người đồng lõa với những bọn đó, đó là Vietfest TV cũng như Thúy Nga, trung tâm Thúy Nga Paris by Night, cũng như một số ca sĩ, nhạc sĩ đã quay về, quên mất cái căn cước tị nạn mình mà quay về để mà trình diễn, để chỉ vì đồng tiền đã cúi mặt làm điều đó. Chúng ta bắt buộc phải lên tiếng nói của chúng ta, những người tị nạn cộng sản phản đối những hành vi này. Thưa quý vị, xin quý vị giơ cao lá cờ vàng ba sọc đỏ và cùng tôi hô cao Đà Đảo Vietfest TV, Đà Đảo Vietfest TV, Đà Đảo Vietfest TV, Đà Đảo Trung Tâm Thúy Nga, Đà Đảo Trung Tâm Thúy Nga, Đà Đảo Trung Tâm Thúy Nga. Xin cảm chào, kính chào. Xin cảm ơn các đại diện của San Diego. Thôi, bây giờ chúng tôi xin mời một số người công chính đại diện bên tôn giáo xin có ý kiến. Xin kính chào quý đồng hương, tôi là một sư Nguyễn Công Chính. Khi mà chúng tôi nói điều này thì rất là đau lòng, tại vì khi còn ở trong nước ấy, chúng tôi rất là hâm mộ trung tâm Thúy Nga Paris, tại vì những ca sĩ hát những cái bản nhạc vàng trước 75 chúng tôi rất là yêu và rất là vinh dự vì có cái trung tâm Thúy Nga Paris và những ca sĩ đã giữ được cái nhạc truyền thống và chiếc áo dài. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vui bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu. Khi chúng tôi đứng ở đây với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Chống Văn hóa và Tôn giáo Vận và cũng kết hợp với Liên Ủy ban Chống Cộng và Tây Sai để mà biểu tình, để mà chống lại Thúy Nga Paris hoặc là đài truyền hình Vietfest đã làm ăn với cộng sản. Cái vấn đề chúng ta vận động tài chính đó để mà giúp cho những người nghèo khổ ở trong nước là một việc chúng ta nên làm. Có thể chúng ta vận động để giúp cho những người tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị. Chúng ta có thể vận động tiền để giúp cho những người nghèo khổ dân oan mất đất mất nhà đi khiếu kiện. Đó là tinh thần người Việt Nam. Nhưng điều chúng ta đáng buồn ở đây là chúng ta vận động tiền hàng triệu Mỹ Kim để đem về làm ăn chung với đài truyền hình Vĩnh Long, để rồi chúng ta đánh mất đi cái tinh thần đạo đức nhân cách của người Việt Nam. Và chúng ta đã vi phạm về luật pháp Mỹ, về luật quốc tịch khi chúng ta tuyên thệ, chúng ta nói chúng ta không phải là đảng viên cộng sản và chúng ta không phải là người cộng sản. Nhưng ngược lại ngày hôm nay, và chúng ta đánh mất đi những cái thành tựu mà chúng ta đã xây dựng xuyên suốt 43 năm qua, đó là trung tâm Thúy Nga Paris hoặc là đài truyền hình Vietfest, đó là tiếng nói của dân tộc, đó là những cái hình ảnh văn hóa của dân tộc. Và ngược lại thì bị nghị quyết 36 của cộng sản đã mua chuộc, và cuối cùng như vậy trở thành cái công cụ cho cộng sản, và chúng ta phản bội lại đồng hương, phản bội lại dân tộc Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cái giá phải trả vì chúng ta làm những cái điều đó, chúng ta đánh mất đi lương tâm. Những cái tiếng hát rất là hay nhưng cuối cùng đó trở thành vô nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. Cho nên hôm nay cuộc diễn tình này nói lên để đánh động đồng hương, và chúng ta không chấp nhận cái việc làm của Thúy Nga Paris hay là đài truyền hình Vietfest. Và trong đó có một số văn nghệ sĩ, có một số là cá nhân hoặc là một số tổ chức tôn giáo làm ăn chung với cộng sản, tiếp tay cho cộng sản và là tạo nên cái điều kiện thuận lợi cho cộng sản đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền ở trong nước. Và trong khi đó, và chúng ta làm cho cái người Việt hải ngoại mất niềm tin, và ngay cả những người ngoại quốc người ta đánh giá thấp về người Việt Nam của chúng ta. Cái cuộc biểu tình ngày hôm nay tôi nói thật rất đau lòng, là vì việc chúng tôi buộc phải làm đó, nếu không làm thì các vấn đề cộng sản một ngày nào đó sẽ đến tị nạn tại thủ đô của người Việt ở Nam Cali, thì lúc đó thì cái tinh thần người Việt và cái quyền tự do người Việt
như vậy chúng ta sẽ bị xâm chiếm. Cho nên cuộc đấu tranh này để đánh động lương tâm đối với những cái người Việt tị nạn ở hải ngoại, chúng ta phải ý thức giữ cái lập trường và lan ranh chống cộng. Nếu cộng sản có ra thì chúng ta vẫn giữ được cái lập trường là người Việt quốc gia chống cộng và chúng ta tị nạn cộng sản, rõ ràng là như vậy. Và cho nên với tư cách là một mục sư tin lành và là chủ tịch của Ủy ban chống văn hóa và tôn giáo vận, tôi xin phát biểu điều này và khích lệ với đồng hương nên biểu tình và lên án với những cá nhân tổ chức và đã tiếp tay cho cộng sản thực hiện cái nghị quyết 36. Và ngay cả trung tâm tiếng Nga Paris và đài truyền hình Việt hết thì mình cũng hãy ý thức điều này và nên xin lỗi đồng hương và chấm dứt cái việc để mà tiếp tay cho cộng sản. Và tôi chỉ có mấy nhiêu đời nhiều lời chia sẻ với quý vị và người xin Chúa ban phước lành cho quý vị. Giống như là dân Tây Tạng. Ủa, anh đó hả?
Kính thưa mấy bạn đang coi trên chương trình vừa Facebook của Huy, trong cái ngày biểu tình trung tâm phía Nga hôm nay thì Huy gặp một số thành viên của cộng đồng Việt Nam Nam Cali cũng có tham gia trên Facebook của mình luôn. Nhưng mà mình muốn có cái lời của các anh. Thay vì bình thường mấy ngày trước thì Huy cũng thường hay có những bình luận, nhưng mà trong ngày hôm nay thì mình coi cái cảm nghĩ của các anh khi mà chúng ta ra đây, chúng ta tham gia cùng với đồng hương như thế nào. Nguyên để sát vô mới nghe được tiếng. Chưa nghĩa mình trước đi ha. Cái đó là cảm ơn Huy, lâu quá anh em mình không có gặp. Anh cũng thường theo dõi Facebook của Huy thì thấy dạo này trước hết là chúc mừng Huy càng ngày công việc thấy càng có nhiều người vào hưởng ứng. Cái việc mà hôm nay chúng ta đến đây để biểu tình Paris by Night, tức là việc Face TV trong thời gian qua đó, trong suốt những thời gian qua thì việc Face TV của trung tâm Thúy Nga đã chiếu những bộ phim của Việt Cộng rất là nhiều. Có một lần cách đây khoảng chừng 3 năm, tôi tình cờ buổi sáng trước khi đi làm thì tôi coi trên cái TV của Việt Face thì nó trong một cái đầm sen có một cô gái chèo xuồng và hát cái bài là trong cái gì trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, rồi xong rồi có đưa hồ chúng mình với bên cổng. Thì gấp quá tôi đi đi làm cho nên tôi mới về nhà, tôi nói ba má coi cái này để chụp lại lá bằng chứng. Mà cuối cùng ông ở nhà già không biết cách để mà lấy lại cái bằng chứng đó. Thì tôi nghĩ rằng, và tiếp theo đó thì nhiều người nói rằng là Việt Pay TV liên tục chiếu những hình ảnh cờ đỏ sao vàng và những hình ảnh của Việt Cộng trên giữa cái cộng đồng tị nạn cộng sản của chúng ta ở đây. Đó là một điều khiêu khích, một điều mà không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được giữa một cộng đồng tị nạn chính trị. Cái điều thứ hai là tại sao chúng ta biểu tình hôm nay, cho đến ngày hôm nay thì trung tâm Thúy Nga cũng như là Việt Pay TV qua cái việc mà làm từ thiện với Việt Nam thì mới lòi ra một cái chuyện là hợp đồng với là Cộng sản Việt Nam với đài của Vĩnh Long để mà làm những cái việc từ thiện đó. Cái việc từ thiện, cái việc tiền bạc đó thì cái chuyện mà phá vỡ hợp đồng là chuyện của người ta. Nhưng cái việc quan trọng mà chúng ta đi biểu tình ngày hôm nay và chính bản thân tôi và tôi kêu gọi con này chống đối một cách kịch liệt là chống đối cái việc mà trung tâm Thúy Nga và Việt Pay TV làm ăn với Cộng sản, kết hợp với Cộng sản, nhất là đài TV của Vĩnh Long, chứ không phải là cái việc tiền bạc đó là cái việc của người ta. Và những ai đóng góp cho đài thì họ không có quyền tới, họ lên tiếng. Và tôi nhắc lại cái việc chính ngày hôm nay chúng ta đến đây biểu tình trung tâm Thúy Nga cũng như Việt Pay TV là cái việc mà họ đã, đương nhiên họ thách thức cộng đồng làm ăn Cộng sản và giữa cái cộng đồng của chúng ta, giữa cái cộng đồng mà tiền nặng chính trị của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta đến đây và cái cảm giác của tôi là rất là tức giận. Tức giận đối với người bỏ cộng sản ra đi, vượt biên 50% sống, 50% chết, qua tới đây rồi họ lại quay trở về làm ăn Việt Cộng, có nghĩa là họ phản lại, phản bội chính họ, chính cái lý tưởng của họ, chính những gì mà họ đã ra đi và họ những gì họ cứ hoài bão của họ trong những ngày học viện vượt biên trong cộng sản. Dạ, xin cảm ơn Nhảy Vinh. Bây giờ chúng ta trò chuyện cùng với lại ông Lê Phương. Cũng trong ngày hôm nay thì chú Lê Phương cho vài lời. Dạ vâng, Lê Phương kính chào quý vị đang coi qua livestream của cái channel của Trương Quốc Huy. Thưa quý vị, thật ra thì cái vấn đề mà giữa cái Thúy Nga Paris và cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam tại Nam Cali và cả thế giới đó thì nó không phải xảy ra tới ngày hôm nay, nhưng mà nó đã xảy ra từ cuộn băng mà người ta đặt là cuộn băng 40 mà chúng tôi gọi là B40 đó. Họ đưa những cái hình ảnh mà máy bay trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa mà bắn phá vào những cái làng mạc dân chúng, là nó ngược lại, nó cho một cái phản cảm rằng tại sao người lính Việt Nam Cộng Hòa lại bắn vào những cái làng mạc của dân chúng mình, và từ đó họ có gút mắt. Và sau đó thì chúng ta thấy là những cái chương trình Thúy Nga Paris đó thì họ đưa rất nhiều ca sĩ ở trong nước ra đó. Rồi tiếp theo đó thì vừa qua chính bà Tô Ngọc Thủy đã xác nhận rằng bà đã gửi tiền và hợp tác với đài truyền hình Vĩnh Long, là có gửi về một số tiền là 500.000 đồng theo báo chí ở trong nước người ta tuyên bố, mà đúng ra họ nhận được 1.500.000 đó. Như vậy thì trung tâm Thúy Nga Paris đã ăn chặn 1.000.000, đó là lý do tại sao báo trong nước đã đưa ra có cái sự tranh ăn. Cái đau lòng ở đây là không phải là coi như là chúng ta thấy nó sâu xé nhau, nhưng mà những ông già bà cụ ở đây nhiều khi họ lãnh tiền già có được có 850.000 một tháng, trả tiền nhà tiền cửa, họ dành dụm từng đồng. Mà khi họ đưa những cái chương trình từ thiện đó, mà chương trình từ thiện đó là do đài truyền hình Vĩnh Long làm,
Việt Pay TV đổi tên lại, quyên góp tiền của những cái ông bà cụ thương những cái người dân Việt Nam nghèo khổ gửi về, mà những đồng tiền đó lại gửi về đài truyền hình Vĩnh Long. Và chắc chắn rằng những cái đồng tiền đó có tới tay những cái người nghèo khổ hay không, đó là lý do mà đồng bào họ lên tiếng phản đối. Và cái sự hợp tác cộng thêm là đài Việt Pay TV đã mua những cái chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long đem qua đây để chiếu. Và thưa quý vị, một mục đích của Cộng sản Việt Nam trong nghị quyết 36 họ muốn gì? Họ muốn người dân của chúng ta đó, ở đây cũng thấy bao nhiêu ca sĩ ca hát đó. Họ muốn người dân chúng ta về Việt Nam cũng thấy bao nhiêu ca sĩ đó, để không còn sự phân biệt giữa hải ngoại và quốc nội, thì từ từ người ta quên lãng cái tình trạng chống cộng. Đó là một cái âm mưu thâm độc mà cái nghị quyết 36, và hôm nay Thúy Nga Paris đang thực hiện những chương trình đó cho Cộng sản. Bởi vì thế hôm nay tất cả cộng đồng ở chúng ta, người dân ở đây rất đông đảo tới để phản đối Thúy Nga Paris hợp tác với Cộng sản Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin lại cảm ơn chú Lê Phương. Quý anh chị anh trở cũng đang lấy tiền đấy. Dạ dạ, chút nữa. Kính thưa với lại mấy bạn đang coi trên chương trình Facebook của Huy, là hôm nay là mục sư Nguyễn Công Chính cùng tham gia với lại đồng bào biểu tình ở đây. Thì chúng ta cũng biết là mục sư Nguyễn Công Chính là một trong những cái người tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, vừa ra khỏi Việt Nam. Thì bây giờ mục sư mới vừa định cư ở đây cũng chưa tới 1 năm đâu hả mục sư? 9 tháng. Mới có 9 tháng thôi. Thì trong ngày hôm nay mình trò chuyện cùng với là mục sư để biết được cái cảm nhận và cái nhận xét của mục sư về cái vấn đề. Được biết là hiện tại bây giờ là mục sư là cũng là tham gia vào một cái ủy ban, tức là chủ tịch của ủy ban chống văn hóa vận, tức là chủ tịch của ủy ban chống văn hóa vận và tôn giáo vận của phía Việt Nam. Xin mời mục sư có giải lời. Lấy Facebook của anh lấy. Anh bỏ trên Facebook này. Có vấn đề là cũng chào Quỳnh Quốc Huy. Dạ, là lâu cũng cái duyên may mắn mà anh em mình gặp nhau ngoài này. Cũng thưa quý vị đồng hương, ngày hôm nay mà có mặt ở đây để mà biểu tình thì nói thật mình đứng trên cái tinh thần dân tộc mình rất là đau lòng. Dạ. Tại vì nói đúng ra khán giả và đồng bào Việt Nam trong nước rất hâm mộ về Thúy Nga Paris. Hầu như là tôi rất là đó thích. Là cái mà thích. Mục sư thấy okay, ở trong rất thích, ok. Dạ. Tại vì tôi phải mua được cái đĩa, tôi phải theo dõi là Thúy Nga Paris bao nhiêu, 100 bao nhiêu. Ở trong tù cũng vậy. Lâu lâu mà coi được là tôi rất là thích hát về nhạc vàng, những cái bản nhạc truyền thống của dân tộc, cái văn hóa dân tộc và những cái nét áo dài. Và tôi hy vọng tôi qua được hãy gọi tôi đến trung tâm tôi thăm và tôi được gặp mặt các ca sĩ để mà nói cái sự cảm ơn, cái tinh thần của họ. Nhưng ngày hôm nay đó thì lại nhận được cái thông tin và cái hồ sơ là trung tâm Thúy Nga Paris và việc phép đó là làm ăn chung với cái đài Vĩnh Long Cộng sản. Có việc làm ăn chung hay không á, nó không vấn đề, đúng không ạ? Còn có vấn đề mà vận động tài chính để mình giúp những người nghèo khổ, việc nên làm, đó là văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, không ai có thể cấm chúng ta được. Nhưng cái điều ở đây đó, trong cái việc làm chung này để cái tài chính phát đến lần mấy chục tỷ đó, giám đốc của cái đài truyền hình Vĩnh Long mà vô hình chung như vậy thì mình rơi vô cái bẫy của Cộng sản, gọi là chính sách hai mặt của Cộng sản, mình trở thành công cụ, mình truyền bá về cái nghị quyết 36 cho Cộng sản mà mình không biết. Cho nên khi mà sự việc nó vỡ lỡ rồi và cái cuộc biểu tình này tôi hy vọng bao nhiêu thì tôi nói là tôi thất vọng. Vì thất vọng tôi mới có mặt trong cái cuộc biểu tình hôm nay. Đúng ra cái cuộc này trong cái ủy ban chống văn hóa tôn giáo bạn thực hiện chứ không phải là liên ủy ban chống cộng sản làm. Nhưng ở đây là để cho liên ủy ban chống cộng sản làm mà tôi chỉ dự phần thôi. Và tôi mong muốn là Thúy Nga Paris đó có một cái công bố rõ ràng giữ cái làn ranh chống cộng, vì mình là người tị nạn cộng sản cho nên mình phải biết mình là ai. Và kinh thánh chúng tôi có câu trong Châm Ngôn á 22:1 nó nói là danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều mà ơn nghĩa quý hơn vàng hơn bạc. Mà kinh nhà Phật có cái câu á nhất niệm sân si khởi
năng thiêu vạn công đức chi lâm, một đời làm lành lành chưa đủ, một giờ làm ác ác quá dư. Cho nên những cái công lao của Thiên Nga Bari, từ cái chỗ mà xây dựng cái sân khấu, tôi có theo dõi lịch sử rất là khổ, rồi bắt đầu là từng cái ghế phải đi sửa lại, rồi làm cái rạp hát, rồi tập hát, rồi những cái giọng ca đó là mà gửi về trong quốc nội và cả hải ngoại. Thì đây là tôi rất vinh dự cho cái vấn đề tinh thần của Việt Nam. Nhưng ngược lại ngày hôm nay tôi rất là buồn. Tôi buồn, tôi đi ở đây là vì sao? Quyết định phải đi, tại vì tôi thấy cái việc này nó làm đó, nó đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc. Và vô hình chung như vậy đó, mình làm cho cái vấn đề mà cái tinh thần của người Việt hải ngoại như vậy đó, người ta không còn hâm mộ nữa về Thiên Nga Bari. Mà ngay cả cuộc biểu tình này nếu mà nó phát rộng về trong quốc nội thì hầu như dân quốc nội á, người ta rất thất vọng về Thiên Nga Bari và cái TV Việt Bét. Cho nên ở đây á, tôi mong muốn rằng Thiên Nga Bari và cũng như truyền hình Việt Bét, mình là người Việt Nam, cho nên á, mình phải làm như thế nào đó để mình giữ vững vị trí tinh thần dân tộc và văn hóa truyền thống mà mấy chục năm qua Thiên Nga Bari đã là. Dạ. Tôi mong muốn điều đó. Dạ. Okay. Thưa mục sư Nguyễn Công Chính, một câu hỏi về văn hóa một chút thôi. Okay. Mục sư là một trong những cái người từ Việt Nam mới qua đây. Okay. Đối với mục sư đó, cái sự khác biệt của cái chương trình nghệ thuật văn hóa ở bên hải ngoại khi cái người Việt Nam coi thì họ thích cái điều gì hơn so với cái điều mà ở trong Việt Nam? Cái vấn đề cái văn hóa ở hải ngoại đó, cái vấn đề ở đây nó giữ được truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam, vẫn giữ chiếc áo dài, vẫn những cái giọng ca mềm mại và trong cái cấu trúc về âm nhạc, và nó đánh động lương tâm và cảm thấy nó giữ được bản chất của dân tộc Việt. Còn văn hóa ở Việt Nam đó, ngày hôm nay đó, nó không còn nữa. Tại vì một khi đó, cái thể chế cộng sản đó, người ta làm cho cái lịch sử nó mất, của dân tộc bị mất, và nó thay vào đó là cái lịch sử của cộng sản. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa ngày hôm nay á, nó không còn là văn hóa của dân tộc. Và ngày hôm nay những cái người đàn ông phải cối ở trùng chạy trên đường, người đàn bà ở trùng hoặc là thoát y cả một tập thể, rồi ăn bận giống như là cái U23 vừa rồi, thì mình thấy rằng chính cái văn hóa của cộng sản từ Trung Quốc nó phá hủy cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và những cái bản nhạc chỉ là đánh bóng cho chế độ, chứ không nói lên cái tinh thần, không nói lên cái tính anh hùng của dân tộc. Cho nên hai nền văn hóa khác nhau. Cho nên ở đây đó, mình phải giữ cái văn hóa dân tộc. Thiên Nga Bari là một trung tâm, và ngay cả Asia là những cái trung tâm âm nhạc của người Việt hải ngoại là giữ được bản sắc dân tộc. Và dân tộc Việt Nam người ta rất vinh dự về những cái nền văn hóa như vậy. Mấy chục năm ở nước ngoài nhưng vẫn giữ được. Ví dụ như ngày hôm nay đó, là cái chiến hạm USS đó của Mỹ qua, một cái người Mỹ hát bản nhạc Nối Vòng Tay Lớn, thì cũng nhờ cái người Việt tị nạn bài tập cho họ bài hát đó, ý nghĩa bài hát đó, và cái người Mỹ họ còn hiểu được cái văn hóa của dân tộc, và họ về cả Đà Nẵng họ hát một cái bản nhạc, họ đánh động được cái lương tâm của người Việt ở trong nước. Và Thiên Nga Bari đã làm điều đó rất là tốt, nên giữ cái văn hóa bản sắc dân tộc và cái làng ranh chống cộng, và mình là ai, và mình là hơi thở, là tiếng nói và giọng ca linh hồn của dân tộc, mình nên giữ đừng đánh mất. Rất tiếc hôm nay Thiên Nga đã, và cũng giống như là Việt Phép đã đánh mất cái điều đó trong cái gọi là cái sự hâm mộ của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như vậy quốc nội. Cho nên tôi chỉ biết cầu nguyện cho Thiên Nga Bari và Việt Phép có thể làm tốt hơn. Tôi rất yêu Thiên Nga Bari, tôi nói thẳng, cả Việt Phép tôi rất là quý. Dạ, xin cảm ơn mục sư Nguyễn Công Chính. Dạ. Bây giờ đây là ông Ngô Kỷ. Ông Ngô Kỷ về trong ngày hôm nay á, đồng bào có mặt tại trung tâm Thiên Nga, phản đối trung tâm Thiên Nga, thì thấy ông Ngô Kỷ đến đây với lại cái băng rôn như thế này, thì ông Ngô Kỷ có thể cho biết cái lý do của ông ấy là ở đây và với cái sự xuất hiện của băng rôn này? Tôi tới đây để mà tôi ủng hộ tiếp tay cho cộng đồng những người vượt quốc gia, để mà đối đầu với Thiên Nga Bari và Việt Phép đã tiếp tay, đã cộng tác với Viện Vĩnh Long để tuyên truyền nghị quyết 36. Đó là bằng chứng rõ rằng đài Viện Vĩnh Long họ tuyên bố như vậy, chứ không tôi nhập mũ đưa phim ra để mà tuyên truyền nghị quyết 36. Đó là lời xác nhận của Vĩnh Long. Và bên cạnh đó tôi cho rằng trong khi đánh thằng Việt cộng, đánh Việt dị dân tốt tốt, nhưng thằng Phát Bù chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia ngay đây, nó là đi đêm ngồi với thằng đại sứ Phạm Quang Vinh ngày 25 tháng 10 năm 2015,
Mà ông nói vậy ông có bằng chứng gì không? Ủa, hình đây không bằng chứng, anh quay coi bằng chứng có thử. Hai, anh Hòa rất là hay. Hai rất là hay. Đây, Pháp Bùi ngồi có cái cờ đỏ sao vàng. Đây là đại sứ Phạm Quang Vinh và đại sứ Cộng sản ngày 25 tháng 10 2015. Quý vị thấy đứng dưới này thì nó mang cờ vàng ba sọc đỏ cờ vạt. Lên đây ngồi á thì nó không có cờ vàng ba sọc, nó bắt đằng lên tùm lắc. Quý vị thấy như vậy, quý vậy mình tại sao chúng tôi không nói được? Bây giờ tôi hỏi ông Ngô Kỷ một câu như thế này. Anh có hỏi 10 câu được. Bây giờ có người nói rằng cái hình này là cái hình ông Photoshop thì ông có cái bằng chứng để ông trả lời cho những cái người mà họ quan tâm đến vấn đề này không? Tôi nói là tôi làm thiệt. Nếu có ở tù kiện cáo tôi, Phát Bùi nó dư thực kiện tôi mà. Nó là luật, nó là phó thị trưởng, nghị viên, nó là chủ tịch cộng đồng dư sức kiện tôi và nó công khai nó nói đi, có ai nói điều đó là kiện liền. Kiện liền. Anh hiểu không? Không dạ, thì, đó là cái câu hỏi mình thôi. Bây giờ tôi chứng minh sao nè, tôi chứng minh hình. Bây giờ nó chứng minh không có, không phải thì nó tuyên bố đây không phải hình của tôi, tôi kiện nó kỹ thì khi đó chúng ta nói chuyện. Còn bây giờ anh nói mà bây giờ tôi rõ ràng không? Bây giờ hỏi Phát Bùi, anh gặp Phát Bùi, anh hỏi anh Phát Bùi, Ngô Kỷ đưa hình ông Ngô cộng sản có hay không? Yes or no? Ok. Anh bây giờ có một câu nữa dành cho ông Ngô Kỷ. Đâu, cứ hỏi đi. Bây giờ như thế này, cái nếu mà ông có một câu ngắn gọn nhất để đưa cái vấn đề của ông muốn nói trong ngày hôm nay, ông sẽ nói cái gì? Tôi yêu cầu Phát Bùi muốn ngồi với cộng sản thì cứ ngồi. Ông tôi tôn trọng quyền cá nhân tự do của mỗi người, muốn theo cộng sản, muốn làm đảng viên cộng sản, nhưng ông hãy từ chức cái chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia đi. Vậy thôi. Ông muốn làm gì, ông muốn bỡ đích thành cộng sản, ông thờ lắc mắt các món lên Hồ Chí Minh, cái chuyện đó no problem. Đâu cộng đồng sẽ giải quyết. Dân tôi là thành viên trong cộng đồng này, mà ông nhân danh chủ tịch cộng đồng này, ông ngồi với thằng đại sứ đều cộng sản thế, như vậy tôi đi ngược là cái quyền lợi nguyện vọng của cộng đồng, cho nên ông phải từ chức. Thứ hai nữa, ông bỏ phiếu để đưa tụi Tàu Cộng vào cái thành phố Garangro, ok, để mà đuổi hết dân Việt Nam. Ông là người chủ tịch cộng đồng, ông không thể mà ủng hộ Tàu Cộng được. Đó là cái điều tôi đặt vấn đề với ông Phát Bùi. Dạ, xin cảm ơn Ngô Kỷ. Vâng, dạ. Chắc tắt là phà, ok. Đây là những người lính thưa anh cho mấy người lính nó nhận về tiếng nói mà. Ok, cảm ơn hết tất cả mấy tất cả các bạn đang coi chương trình trên Facebook. Quốc Huy đang ở trước trung tâm Thủy Nga, gửi cho mọi người coi hình ảnh. Thì bây giờ chúng ta thấy đó là đồng bào hôm nay đó biểu tình cũng rất là ôn hòa, và phía trước trung tâm Thủy Nga ở đây đó thì cảnh sát thì hiện tại thì họ cũng đang bảo vệ trung tâm. Mọi việc cũng rất là bình thường và nó đúng đi theo cái trình tự của pháp luật của Mỹ cho phép, nên thành ra là không có cái chuyện gì xảy ra hết á. Ok. Huy hy vọng là mình sẽ đưa được đầy đủ cái tiếng nói phản biện của từng người một trong cái ngày hôm nay thôi. Đây chúng ta cũng biết đó, là giống như những cái lời phát biểu vừa rồi, hồi nãy mọi người theo dõi đó thì cũng thấy là cái sự phát biểu của mọi người ở đây như thế nào. Huy ở đây tường trình cho mọi người coi những cái hình ảnh. Hiện tại thì mọi người đang giải tán hết rồi, bởi vì trời mưa, và mỗi tuần như vậy đó thì mọi người cũng có những cái phản đối riêng ở đây. Trung tâm Thúy Nga đó ở phía trước này đó thì Huy cho những cái bạn ở Việt Nam hiểu rõ được cái vấn đề, đúng không? Đây là một trong những cái đại lộ chính, đây là cái đại lộ chính ở ngay ngã tư này đó, ở phía bên này đó là trung tâm Phú Lộc Thọ, thì cách về xa xa đằng kia thì có tượng đài Trần Hưng Đạo. Ngay cái ngã tư này, đường này là cái đường dẫn vào trong báo Người Việt, và ngay cái ngã tư này ở phía bên đường bên này là Tâm Đông Shop nè, đó. Tâm Đông Shop đối diện bên này thì bên này là trung tâm Thúy Nga tọa lạc tại đây. Và ở trên cái con đường này đó được ông thống đốc của tiểu bang California đặt xuống đây, đặt cái tên đó là vùng Lý Đô Sài Gòn, thì nó gồm có nhiều cái thành phố nhỏ xung quanh ở đây, thì trung tâm Thúy Nga là một trong những cái trung tâm ở tại bên này. Và trong cái ngày hôm nay thì giống như những cái hình ảnh vừa rồi mấy bạn coi đó thì các bạn cũng thấy được là cái sự phản ứng của đồng bào Việt Nam ở bên này nó như thế nào. Ok, xong xuôi, bye bye. Rồi, xin hẹn mọi người
vào kỳ livestream khác nha. Dạ. Bye bye, bye bye. Dạ, đang like. Dạ. Dạ. Em ở Cali. Dạ, em ở đây luôn. Anh ở đâu? Cali. Anh cũng ở đây luôn hả? Anh tưởng là em bên tới sạch hả? Tại vì anh bàn với lại Má Chủ Linh. Ờ, dạ, dạ. Thì thấy em đi chơi với Má Chủ Linh. Dạ, dạ. Em biết Texas chung. Dạ. Chưa có Huy phải không? Dạ. Ok. Hết rồi. Good job. Hết rồi, dắt ly. Đây nè, trung tâm Thiên Hà đây nè. Hết rồi. Hết rồi. Bà con giải tán hết rồi. Uống uống cà phê. Cà phê đi xin quýt có phải không? Bây giờ đi qua đi xin quýt đi. Ờ, đi qua đi xin quýt. Đây nè, Dominic qua. Raymond Arlington nè. Hey. Thế anh quay đó được không? Được, good. Hôm nay bọn nó chơi rồi. Ai chơi? Dạ, bọn nó report. Hu. Ông đứng gần nhạc, ông dám chịu. No. Ai vô đứng gần nhạc. No thì đó. Đây đi, bây giờ anh nói đi. Anh quay lại stream đúng không? Em cũng quay. Tại sao của em không bị mà của anh bị? Em biết bây giờ làm sao lấy lại. Bây giờ em giải thích cho anh nghe nè. Trung tâm Thúy Nga vừa rồi ở trong đó đúng không? Anh thử anh vô cho đó, anh đứng anh live stream cái nhạc đó coi. Chưa tới 5 phút là tự động nó bụt. No, nghĩ là tại vì nó vô ra mấy lần. Đâu, anh vô trong đó là anh bị. Tại vì như vậy. Đứng ngay trước cửa thôi. Thì anh đứng ngay trước cửa cái nhạc, đứng đây còn nghe nhạc mà. Ok rồi. Tại vì như vậy. Có những cái bài nhạc nếu mà người ta có đăng ký bản quyền với lại Facebook á, là anh post lên một cái là nó nhận được, nó track được. Giống như thử bây giờ mà anh like và anh vô xe anh mở nhạc lên nữa rồi, anh mở mấy bài như Last Christmas, Hotel California, những cái bài mà nổi tiếng á, anh dặn lên cái chưa tới 5 phút là anh bị liền. Vậy bây giờ có cách nào lấy lại không? À, bây giờ anh vô anh coi nó có gửi email cho anh không. Anh vô coi gửi email hay không. Rồi anh phải report lại với Facebook là cái này là anh đứng ngoài đường, anh like, rồi người ta mở nhạc, đại khái anh phải viết. Rồi xong nó mới cho anh giữ lại. Thành ra em gặp nhạc là em tắt tiếng liền. Hoặc là em đua tuốt ra ngoài này liền. Để cúp lấy chân hả? Nó sao chân xong rồi. Đi qua bên kia. Ok, rồi. Rồi, bye bye mọi người. Bây giờ mình đi uống cà phê chút xíu rồi. Có một cái gặp gỡ một số anh em ở đây ha. Ok, bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại. Bây giờ đang có ngàn mấy trăm người mà quy cũng liếng tiếc lắm á. Nhưng mà chút xíu nữa đi, mình sẽ quay trở lại. Bye bye, see you again. Rồi về nhớ là coi trên YouTube á, quy sẽ bỏ lên hình ảnh đẹp hơn. Tại nãy có xách cái máy quay ra nè. Xách máy quay ra là có quay rồi, những cái phỏng vấn đầy đủ hết rồi. Rồi, bye bye, xin chào, xin hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật,
ở tại trên đại lộ Bonsa phía trước cửa của trung tâm phía Nga. Chúng ta cũng biết là trong một cái thông báo của Liên Ủy ban Chống Cộng sản và Tay Sai ở tại khu vực vùng Lý Đô Sài Gòn, thì trong cái thông báo đó thì cũng có kêu gọi tất cả những cái quý đồng hương giống như là bà con của chúng ta đến biểu tình trung tâm phía Nga. Thì hiện tại bây giờ chúng tôi thấy là có rất là đông đồng hương tụ tập ở đây để có những cái quyết định mà họ phản đối trung tâm phía Nga. Và cái lý do mà họ đưa ra để phản đối trung tâm phía Nga đó là trong một cái thông báo thì họ nói rằng phía trung tâm phía Nga đã hợp tác với lại phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong một cái hợp tác với lại và trong một cái link, một cái bài báo mà chúng ta cũng thấy đó là gần đây thì đài Việt Phê TV họ cũng có một số cái vấn đề mà bên phía tờ báo Nhân dân của Việt Nam có đăng ra đó. Thì phía tờ báo Nhân dân Việt Nam có đăng rằng liên quan đến giám đốc của đài truyền hình Vĩnh Long trong một cái chương trình từ thiện đối với đài Việt Phê. Đồng bào ở đây, đồng hương ở đây họ không đồng ý với quan điểm đó. Và trong ngày hôm nay thì tất cả bà con của chúng ta tổ chức biểu tình ở đây. Và sau đây Quốc Huy xin mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh trong ngày hôm nay. Ok rồi, anh Lý quay gì vậy nè. Ok. Đây. Đây là ông Ngô Kỷ. Ngô Kỷ trong ngày hôm nay nó còn bỏ phiếu cho Trung Cộng để mà vào cái thành phố gần Đô, đuổi hết dân chúng Việt Nam và mua hết Mobile Home để mà biến thành Chinatown, biến thành Little China ở Nga, thành phố gần Đô, phá Bắc Bùi. Mày có bỏ phiếu cho thằng Trung Cộng bỏ mấy tỷ đô la để mua đất gần Đô không? Đây là trò mị dân, chúng ta phải lột thằng mặt. Cộng đồng này đa số là hèn, tôi không nói tất cả, hèn lắm, sợ hèn. Nó là chủ tịch cộng đồng, nó là phó thị trưởng, thì nghị viên e cũng sợ. Nó sợ cái gì? Đây đất nước dân chủ tự do mà chúng ta không dám nói thì làm sao đồ hỏi trong nước không nói được. Quý vị okay. Tôi chỉ muốn gì không? Bây giờ tất cả quý vị đang theo dõi đó là cái hình ảnh vừa rồi ông Ngô Kỷ đang phản đối một số người có mặt ở trong cộng đồng. Quốc Huy sẽ tường trình cái vụ việc đó sau. Bây giờ Quốc Huy chuẩn bị bắt đầu phía đồng bào của chúng ta đang cầm cờ và đang đi bộ một vòng ở trên đại lộ Bonsa, thì họ đang chuẩn bị tiến về phía trung tâm phía Nga. Thì mời quý vị mời với lại các bạn coi theo dõi hình ảnh này. Bầu trời hôm nay mây mù. Tẩy chay trung tâm Thủy Nga, tẩy chay trung tâm Thủy Nga là Việt Phê TV. Tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay. Thank you Huy. Dạ. Tẩy chay, giết. Don't understand. Don't tell me.
tiếp tay việc Face TV phản bội cộng đồng tị nạn. Đã đảo bọn Việt dân tiếp tay việc Face TV phản bội cộng đồng tị nạn. Đã đảo việc Face TV tay sai Việt Cộng. Đã đảo việc Face TV tay sai Việt Cộng. Bây giờ Huy sẽ hỏi chuyện một số người tham gia trong đoàn biểu tình trong ngày hôm nay. Dạ xin kính chào anh ạ. Dạ xin kính chào anh. Trời. Anh hả? Anh Sơn nói cho Sơn. Anh nói đi, anh nói cái cảm nghĩ của anh cái khi mà anh tham gia. Trời ơi. Ơi. Nói thì mình nói, mình đi biểu tình. Mấy bà đó. À, đây. Rồi rồi. Hello chị. Xin chào chị. Trong ngày hôm nay Huy gặp thêm một người. Chị hình như là em nhớ là chị đến từ San Diego phải không? Dạ, chị có đôi lời với lại mọi người đang xem chương trình trong cái ngày biểu tình hôm nay. Dạ, trong cái ngày biểu tình ngày hôm nay đó là cái vấn đề tinh thần tôi thấy mọi người rất là lên cao, bởi vì rằng là mọi người đều đồng lòng cất cao cái tiếng nói của mình cho đồng hương biết, cũng như tất cả mọi người trên thế giới. Nếu họ xem được những cái đài truyền hình thì hiểu biết rằng là người Việt tị nạn cộng sản không chấp nhận hòa hợp hòa giải với cộng sản, và không chấp nhận cái việc của Việt Face TV cũng như Thuy Nga Paris by Night và đài Vĩnh Long, họ đương tiếp tay cho cộng sản làm lũng đoạn, nguy hiểm đến cái tình trạng của người tị nạn cộng sản chúng ta, đến cái tinh thần của chúng ta. Dạ xin cảm ơn chị. Dạ. Bây giờ quý vị mời quý vị coi cái khung cảnh phía trước này. Phía trước này đó, đây cái phía xa xa phía bên này là trung tâm Thúy Nga ở tại đường Bôn Sa, và ở đây rất là đông bà con Việt Nam tụ tập ở đây với tờ vàng, với lại cái bản phá hoại theo lệnh của pháp. Đang bảo vệ cho trung tâm ở đây. Đây là trung tâm Thúy Nga, và từ cái phía ở bên này đó chúng ta quay qua chúng ta thấy trung tâm Thúy Nga. Anh em vừa một cái đánh mất đi lương tâm, những cái tiếng hát rất là hay, nhưng cuối cùng đó trở thành vô nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. Cho nên hôm nay cuộc diễn tình này nói lên để đánh động đồng hương, và chúng ta không chấp nhận cái việc làm của Thúy Nga Paris hay là đài truyền hình Việt Thích, và trong đó có một số văn nghệ sĩ, có một số là cá nhân hoặc là một số tổ chức tôn giáo làm ăn chung với cộng sản, tiếp tay cho cộng sản, và là tạo nên cái điều kiện thuận lợi cho cộng sản đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền ở trong nước. Và trong khi đó, và chúng ta làm cho cái người Việt hải ngoại mất niềm tin, và ngay cả những người ngoại quốc người ta đánh giá thấp về người Việt Nam của chúng ta. Cái cuộc biểu tình ngày hôm nay tôi nói thật rất đau lòng, là vì việc chúng tôi buộc phải làm đó, nếu không làm thì các vấn đề cộng sản một ngày nào đó sẽ đến tị nạn tại thủ đô của người Việt ở Nam Cali, thì lúc đó thì cái tinh thần người Việt và cái quyền tự do người Việt, như vậy chúng ta sẽ bị xâm chiếm. Cho nên cuộc đấu tranh này để đánh động lương tâm đối với những cái người Việt tị nạn ở hải ngoại, chúng ta phải ý thức giữ cái lập trường và lan ranh chống cộng. Nếu cộng sản có ra thì chúng ta vẫn giữ được cái lập trường là người Việt quốc gia chống cộng, và chúng ta tị nạn cộng sản, rõ ràng là như vậy. Cho nên với tư cách là một mục sư tin lành và là chủ tịch của Ủy ban chống văn hóa và tôn giáo, tôi xin phát biểu điều này và khích lệ
với đồng hương lên biểu tình và lên án với những cá nhân tổ chức và đã tiếp tay cho cộng sản thực hiện cái nghị quyết 36, và ngay cả trung tâm tiếng Nga Paris và đài truyền hình Việt hết thì mình cũng hãy ý thức điều này và nên xin lỗi đồng hương và chấm dứt cái việc để mà tiếp tay cho cộng sản. Và tôi chỉ có mấy nhiêu đời nhiều lời chia sẻ với quý vị và Chúa ban phúc lành cho quý vị. Giống như là dân Tây Tạng. Cảm ơn Quy, lâu quá anh em mình không có gặp.
anh cũng thường theo dõi Facebook của Quy thì thấy dạo này trước hết là chúc mừng Quy càng ngày công việc thấy càng có nhiều người vào hưởng ứng. Cái việc mà hôm nay chúng ta đến đây để biểu tình Paris by Night, tức là việc Face TV. Trong thời gian qua đó, trong suốt những thời gian qua thì việc Face TV của Trung tâm Thúy Nga đã chiếu những bộ phim của Việt Cộng rất là nhiều. Có một lần cách đây khoảng chừng 3 năm, tôi tình cờ buổi sáng trước khi đi làm thì tôi coi trên cái TV của Việt Face á, thì nó trong một cái đầm sen có một cô gái chèo xuồng và hát cái bài là trong cái gì, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại che nhị vàng, rồi xong rồi có đưa hồ Chủ Minh với Minh cổng. Thì gấp quá tôi đi làm, cho nên tôi mới về nhà tôi nói ba má coi cái này để chụp lại lá bằng chứng. Mà cuối cùng ông ở nhà già không biết cách để mà lấy lại cái bằng chứng đó. Thì tôi nghĩ rằng, và tiếp theo đó thì nhiều người nói rằng là Việt Face TV liên tục chiếu những hình ảnh cờ đỏ sao vàng và những hình ảnh của Việt Cộng trên giữa cái cộng đồng tị nạn cộng sản của chúng ta ở đây. Đó là một điều khiêu khích, một điều mà không thể tha thứ được, không thể chấp nhận được giữa một cộng đồng tị nạn chính trị. Cái điều thứ hai là tại sao chúng ta biểu tình hôm nay, cho đến ngày hôm nay thì Trung tâm Thúy Nga cũng như là Việt Face TV qua cái việc mà làm từ thiện với Việt Nam thì mới lồi ra một cái chuyện là hợp đồng với là Cộng sản Việt Nam với đài của Vĩnh Long để mà làm những cái việc từ thiện đó. Cái việc từ thiện, cái việc tiền bạc đó thì cái chuyện mà phá vỡ hợp đồng là chuyện của người ta. Nhưng cái việc quan trọng mà chúng ta đi biểu tình ngày hôm nay và chính bản thân tôi và tôi kêu gọi con này chống đối một cách kịch liệt là chống đối cái việc mà Trung tâm Thúy Nga và Việt Face TV làm ăn với Cộng sản, kết hợp với Cộng sản, nhất là đài TV của Vĩnh Long, chứ không phải là cái việc tiền bạc đó là cái việc của người ta. Và những ai đóng góp cho đài thì họ có quyền tới, họ lên tiếng. Và tôi nhắc lại cái việc chính ngày hôm nay chúng ta đến đây biểu tình Trung tâm Thúy Nga cũng như Việt Face TV là cái việc mà họ đã, đương nhiên họ thách thức cộng đồng làm ăn Cộng sản và giữa cái cộng đồng của chúng ta, giữa cái cộng đồng mà tiền nặng chính trị của chúng ta. Đó lý do tại sao chúng ta đến đây và cái cảm giác của tôi là rất là tức giận đối với người bỏ cộng sản ra đi, vượt biên 50% sống, 50% chết, qua tới đây rồi họ lại quay trở về làm ăn Việt Cộng, có nghĩa là họ phản lại, phản bội chính họ, chính cái lý tưởng của họ, chính những gì mà họ đã ra đi và họ những gì họ cứ hoài bão của họ trong những ngày học viện vượt biên chống cộng sản. Dạ, xin cảm ơn Nhảy Vinh. Bây giờ chúng ta trò chuyện cùng với lại ông Lê Phương. Cũng trong ngày hôm nay thì chú Lê Phương cho vài lời. Dạ vâng, Lê Phương kính chào quý vị đang coi qua livestream của cái channel của Trương Quốc Huy. Thưa quý vị, thật ra thì cái vấn đề mà giữa cái Thúy Nga Paris và cộng đồng tị nạn cộng sản Việt Nam tại Nam Cali và cả thế giới đó thì nó không phải xảy ra tới ngày hôm nay, nhưng mà nó đã xảy ra từ cuộn băng mà người ta đặt là cuộn băng 40 mà chúng tôi gọi là B40 đó. Họ đưa những cái hình ảnh mà máy bay trực thăng của Việt Nam Cộng Hòa mà bắn phá vào những cái làng mạc dân chúng, là nó ngược lại, nó cho một cái phản cảm rằng tại sao người lính Việt Nam Cộng Hòa lại bắn vào những cái làng mạc của dân chúng mình, và từ đó họ có gút mắt. Và sau đó thì chúng ta thấy là những cái chương trình Thúy Nga Paris đó thì họ đưa rất nhiều ca sĩ ở trong nước ra đó. Rồi tiếp theo đó thì vừa qua chính bà Tô Ngọc Thủy đã xác nhận rằng bà đã gửi tiền và hợp tác với đài truyền hình Vĩnh Long, là có gửi về một số tiền là 500.000 đồng theo báo chí ở trong nước người ta tuyên bố, mà đúng ra họ nhận được 1.500.000 đó. Như vậy thì Trung tâm Thúy Nga Paris đã ăn chặn 1.000.000, đó là lý do tại sao báo trong nước đã đưa ra có cái sự tranh ăn. Cái đau lòng ở đây là không phải là coi như là chúng ta thấy nó sâu xé nhau, nhưng mà những ông già bà cụ ở đây nhiều khi họ lãnh tiền già có được có 850.000 một tháng à, trả tiền nhà tiền cửa, họ dành dụm từng đồng. Mà khi họ đưa những cái chương trình từ thiện đó, mà chương trình từ thiện đó là do đài truyền hình Vĩnh Long làm, Việt Face TV đổi tên lại quyên góp tiền của những cái ông bà cụ thương những cái người dân Việt Nam nghèo khổ gửi về, mà những đồng tiền đó lại gửi về đài truyền hình Vĩnh Long, và chắc chắn rằng những cái đồng tiền đó có tới tay những cái người nghèo khổ hay không. Đó là lý do mà đồng bào họ lên tiếng phản đối, và cái sự hợp tác cộng thêm là đài Việt Face TV đã mua những cái chương trình của đài truyền hình Vĩnh Long đem qua đây để chiếu. Và thưa quý vị, một mục đích của Cộng sản Việt Nam trong nghị quyết 36 họ muốn gì? Họ muốn người dân của chúng ta đó, ở đây cũng thấy bao nhiêu ca sĩ ca hát đó, họ muốn người dân chúng ta về Việt Nam cũng thấy bao nhiêu ca sĩ đó,
để không còn sự phân biệt giữa hải ngoại và quốc nội, thì từ từ người ta quên lãng cái tình trạng chống cộng. Đó là một cái âm mưu thâm độc mà cái nghị quyết 36, và hôm nay thiên Nga Paris đang thực hiện những chương trình đó cho cộng sản. Bởi vì thế hôm nay tất cả cộng đồng ở chúng ta, người dân ở đây rất đông đảo tới để phản đối thiên Nga Paris hợp tác với cộng sản Việt Nam. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, à, xin lại cảm ơn chú Lê Phương. Quý vị anh hay anh trở cũng đang nói chuyện ấy. Dạ dạ, à, chút nữa. À, kính thưa với lại mấy bạn đang coi trên chương trình Facebook của Huy, là hôm nay là mục sư Nguyễn Công Chính cùng tham gia với lại đồng bào biểu tình ở đây. Thì chúng ta cũng biết là mục sư Nguyễn Công Chính là một trong những cái người tù nhân lương tâm ở tại Việt Nam, vừa ra khỏi Việt Nam. Thì bây giờ mục sư mới vừa định cư ở đây cũng chưa tới 1 năm đâu hả mục sư? 9 tháng. Mới có 9 tháng thôi. Thì trong ngày hôm nay mình trò chuyện cùng với là mục sư để biết được cái cảm nhận và cái nhận xét của mục sư về cái vấn đề. Được biết là hiện tại bây giờ là mục sư là cũng là tham gia vào một cái ủy ban, tức là chủ tịch của ủy ban chống văn hóa vận, tức là chủ tịch ủy ban chống văn hóa vận và tôn giáo vận của phía Việt Nam. Xin mời mục sư có giải lời. Lấy bút của anh lấy. Có vấn đề là cũng chào Quỳnh Quốc Huy. Rất là lâu cũng có duyên may mắn mà anh em mình gặp nhau ngoài này. Cũng thưa quý vị đồng hương, ngày hôm nay mà có mặt ở đây để mà biểu tình thì nói thật mình đứng trên cái tinh thần dân tộc mình rất là đau lòng. Dạ. Tại vì nói đúng ra đó, khán giả và đồng bào Việt Nam trong nước rất hâm mộ về thiên Nga Paris. Hầu như là tôi rất là đó là cái mà thích, sư thấy ok, ở rất thích, ok. Dạ. Tại vì tôi phải mua được cái đĩa, tôi phải theo dõi là tiếng Nga Paris bao nhiêu, 100 bao nhiêu. Ở trong tù cũng vậy. Lâu lâu mà coi được là tôi rất là thích hát về nhạc vàng, những cái bản nhạc truyền thống của dân tộc, cái văn hóa dân tộc và những cái nét áo dài. Và tôi hy vọng tôi qua được hãy gọi tôi đến trung tâm tôi thăm và tôi được gặp mặt các ca sĩ để mà nói cái sự cảm ơn, cái tinh thần của họ. Nhưng ngày hôm nay đó thì lại nhận được cái thông tin và cái hồ sơ là trung tâm tiếng Nga Paris và việc phép đó là làm ăn chung với cái đài Vĩnh Long cộng sản. Có việc làm ăn chung hay không á, nó không vấn đề, đúng không ạ? Còn có vấn đề mà vận động tài chính để mình giúp những người nghèo khổ, việc nên làm, đó là văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, không ai có thể cấm chúng ta được. Nhưng cái điều ở đây đó, trong cái việc làm chung này để cái tài chính phát toán đến lần mấy chục tỷ đó, giám đốc của cái đài truyền hình Vĩnh Long mà vô hình chung như vậy thì mình rơi vô cái bẫy của cộng sản, gọi là chính sách hai mặt của cộng sản. Mình trở thành công cụ, mình truyền bá về cái nghị quyết 36 cho cộng sản mà mình không biết. Cho nên khi mà sự việc nó vỡ lỡ rồi và cái cuộc biểu tình này, tôi hy vọng bao nhiêu thì tôi nói là tôi thất vọng. Vì thất vọng tôi mới có mặt trong cái cuộc biểu tình hôm nay. Đúng ra cái cuộc này trong cái ủy ban chống văn hóa tôn giáo bạn thực hiện chứ không phải là liên ủy ban chống cộng sản làm. Nhưng ở đây là để cho liên ủy ban chống cộng sản làm mà tôi chỉ dự phần thôi. Và tôi mong muốn rằng chúng ta Paris đó có một cái công bố rõ ràng giữ cái làn ranh chống cộng, vì mình là người tị nạn cộng sản cho nên mình phải biết mình là ai. Và kinh thánh chúng tôi có câu trong Châm Ngôn á 22:1 nó nói là danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều mà ơn nghĩa quý hơn vàng hơn bạc. Mà kinh nhà Phật có cái câu á nhất niệm sân si khởi năng thiêu vạn công đức chi lâm, một đời làm lành lành chưa đủ, một giờ làm ác ác quá dư. Cho nên những cái công lao của thiên Nga Paris, từ cái chỗ mà xây dựng cái sân khấu, tôi có theo dõi lịch sử rất là khổ, rồi bắt đầu là từng cái ghế phải đi sửa lại, rồi làm cái rạp hát, rồi tập hát, rồi những cái giọng ca đó là mà gửi về trong quốc nội và cả hải ngoại. Thì đây á là tôi rất vinh dự cho cái vấn đề tinh thần của Việt Nam. Nhưng ngược lại ngày hôm nay tôi rất là buồn. Tôi buồn tôi đi ở đây là vì sao? Quyết định phải đi. Tại vì tôi thấy cái việc này nó làm đó, nó đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc. Và vô hình chung như vậy đó,
mình làm cho cái vấn đề mà cái tinh thần của người Việt hải ngoại như vậy đó, người ta không còn hâm mộ nữa về thiên nga Paris. Mà ngay cả cuộc biểu tình này nếu mà nó phát rộng về trong quốc nội thì hầu như dân quốc nội á, người ta rất thất vọng về thiên nga Paris và cái TV Việt Nam. Cho nên ở đây á, tôi mong muốn rằng thiên nga Paris và cũng như truyền hình Việt Nam, mình là người Việt Nam, cho nên á, mình phải làm như thế nào đó để mình giữ vững vị trí tinh thần dân tộc và văn hóa truyền thống mà mấy chục năm qua thiên nga Paris đã là. Dạ, tôi mong muốn điều đó. Dạ, okay. Thưa mục sư Nguyễn Công Chính, một câu hỏi về văn hóa một chút thôi. Okay. Mục sư là một trong những cái người từ Việt Nam mới qua đây. Okay. Đối với mục sư đó, cái sự khác biệt của cái chương trình nghệ thuật văn hóa ở bên hải ngoại khi cái người Việt Nam coi thì họ thích cái điều gì hơn so với cái điều mà ở trong Việt Nam? Cái vấn đề á, cái văn hóa ở hải ngoại đó, cái vấn đề ở đây nó giữ được truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc Việt Nam, vẫn giữ chiếc áo dài, vẫn những cái giọng ca mềm mại và trong cái cấu trúc về âm nhạc, và nó đánh động lương tâm và cảm thấy nó giữ được bản chất của dân tộc Việt. Còn văn hóa ở Việt Nam đó, ngày hôm nay đó, nó không còn nữa. Tại vì một khi đó, cái thể chế cộng sản đó, người ta làm cho cái lịch sử nó mất, của dân tộc bị mất, và nó thay vào đó là cái lịch sử của cộng sản. Cái thứ hai nữa là cái văn hóa ngày hôm nay á, nó không còn là văn hóa của dân tộc. Và ngày hôm nay những cái người đàn ông phải cối ở trùng chạy trên đường, người đàn bà ở trùng hoặc là thoát y cả một tập thể, rồi ăn bận giống như là cái U23 vừa rồi, thì mình thấy rằng chính cái văn hóa của cộng sản từ Trung Quốc nó phá hủy cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và những cái bản nhạc chỉ là đánh bóng cho chế độ, chứ không nói lên cái tinh thần, không nói lên cái tính anh hùng của dân tộc. Cho nên hai nền văn hóa khác nhau. Cho nên ở đây đó, mình phải giữ cái văn hóa dân tộc. Thiên nga Paris là một trung tâm, và ngay cả Asia là những cái trung tâm âm nhạc của người Việt hải ngoại là giữ được bản sắc dân tộc. Và dân tộc Việt Nam người ta rất vinh dự về những cái nền văn hóa như vậy. Mấy chục năm ở nước ngoài nhưng vẫn giữ được. Ví dụ như ngày hôm nay đó, là cái chiến hạm USS đó của Mỹ qua, một cái người Mỹ hát bản nhạc nối vòng tay lớn, thì cũng nhờ cái người Việt tị nạn mà tập cho họ bài hát đó, ý nghĩa bài hát đó, và cái người Mỹ họ còn hiểu được cái văn hóa của dân tộc, và họ về cảng Đà Nẵng họ hát một cái bản nhạc, họ đánh động được cái lương tâm của người Việt ở trong nước. Và thiên nga Paris đã làm điều đó rất là tốt, nên giữ cái văn hóa bản sắc dân tộc và cái làng ranh chống cộng, và mình là ai, và mình là hơi thở, là tiếng nói và giọng ca linh hồn của dân tộc, mình nên giữ đừng đánh mất. Rất tiếc hôm nay thiên nga đã, và cũng giống như là Vietfest đã đánh mất cái điều đó trong cái gọi là cái sự hâm mộ của cộng đồng người Việt hải ngoại cũng như giới quốc nội. Cho nên tôi chỉ biết cầu nguyện cho thiên nga Paris và Vietfest có thể làm tốt hơn. Tôi rất yêu thiên nga Paris, tôi nói thẳng, cả Vietfest tôi rất là quý, rất là quý. Dạ, xin cảm ơn mục sư Nguyễn Công Chính. Dạ. Bây giờ đây là ông Ngô Kỷ về trong ngày hôm nay á, đồng bào có mặt tại trung tâm thiên nga, phản đối trung tâm thiên nga, thì thấy ông Ngô Kỷ đến đây với lại cái băng rôn như thế này, thì ông Ngô Kỷ có thể cho biết cái lý do của ông ấy là ở đây và với cái sự xuất hiện của băng rôn này? Tôi tới đây để mà tôi ủng hộ tiếp tay cho cộng đồng những người vượt quốc gia, để mà đối đầu với cái thiên nga Paris và Vietfest đã tiếp tay, đã cộng tác với Viện Vĩnh Long để tuyên truyền nghị quyết 36. Đó là bằng chứng rõ rằng đài Viện Vĩnh Long họ tuyên bố như vậy, chứ không tôi nhập mũ đưa phim ra để mà tuyên truyền nghị quyết 36. Đó là lời xác nhận của Vĩnh Long. Và bên cạnh đó tôi cho rằng trong khi đánh thằng Việt cộng, đánh Việt dị dân tốt. Thưa quý vị, trước hết chúng tôi cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một buổi biểu tình thật là rầm rộ, để cho tất cả các hội đoàn và tất cả mọi người dân biết đến những hành động đã tuyên truyền của bọn cộng sản như thế nào, và những người tiếp tay đã làm những công việc truyền thông là đem các cái chương trình của bọn Việt Cộng từ ở trong nước ra ngoài này để mà loan truyền, đem đến đồng bào những cái sự độc hại tuyên truyền của cộng sản qua nghị quyết 36 như thế nào. Đó là một điều mà chúng tôi, lý do tại sao chúng tôi đã đi từ Bắc Cali thật sớm, có những người đi từ ngày hôm qua,
và ngày hôm nay chúng tôi đã đến đây rất sớm để cùng với ban tổ chức và đồng bào tất cả các nơi để chúng ta biết được rằng là đất nước của chúng ta đã và đang rơi vào tay của bọn tàu cộng do bọn thái thú Hà Nội như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc là những tên đầu sỏ đã rước bọn tàu vào. Và quý vị biết rằng ngày hôm nay ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta cũng đang bị bọn thái thú Hà Nội tiếp tay với bọn tàu để sửa đổi ngôn ngữ của chúng ta. Điều đó sẽ đem đến một di hại vô cùng to lớn là dân tộc Việt Nam sẽ mai một và tan lụi giống như là người Tây Tạng ngày hôm nay, thưa quý vị. Do đó, tất cả những việc làm của ban tổ chức của Đền Đức Thánh Trần đã tổ chức ngày hôm nay là một điều rất trân trọng và chúng tôi rất cảm ơn, cũng như là chúng tôi mong muốn tất cả mọi người có mặt ở đây, tất cả quý vị sẽ là những người dân yêu chuộng tự do và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Hãy kêu gọi đồng bào để tẩy chay tất cả những cơ quan nào tuyên truyền cho Việt Cộng cũng như là những cơ quan nào đã làm những công việc đó. Chúng ta hãy tẩy chay những cơ quan đó và tẩy chay luôn kể cả những cơ quan, những cái phòng thương mại đã tiếp tay cho những cái cơ quan truyền thông đó. Đó là những mạch sống của Việt Cộng nối dài ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và xin cảm ơn ban tổ chức. Đại đạo với dân nghệ sĩ tiếp tay với Việt Cộng. Đại đạo với dân nghệ sĩ tiếp tay với Việt Cộng. Đại đạo với dân nghệ sĩ tiếp tay với Việt Cộng. Đại đạo. Kính thưa quý đồng hương khắp nơi trên thế giới và đồng bào ở trong nước. Báo Nhân Dân là một tờ báo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác nhận theo nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản cái sự hợp tác giữa đài truyền hình Vĩnh Long và đài Vietfest TV. Và gần đây trên tờ báo Người Việt, ông tổng giám đốc truyền hình Vĩnh Long đã xác nhận là ông có cái sự hợp tác sâu xa với đài Vietfest TV, và Vietfest TV cũng xác nhận trên tờ báo Người Việt là họ có cái liên hệ sâu xa với truyền hình Vĩnh Long. Gần đây truyền hình Vĩnh Long lại còn tổ chức một cái buổi vinh danh, chương trình vinh danh những chiến thắng Mậu Thân. Đây là một cái điều sỉ nhục cho đồng bào ở trong nước và đồng hương ở khắp nơi trên thế giới. Bây giờ sự việc nó đã rõ ràng như là ban ngày và ban đêm, như là trắng và đen. Chúng ta hoan nghênh sự hợp tác của cộng đồng người Việt Bắc Cali và cộng đồng Nam Cali cùng sát cánh với nhau lên tiếng cho đồng hương để phản đối Paris by Night, phản đối Vietfest TV, phản đối truyền hình Vĩnh Long. Và chúng tôi kêu gọi tất cả những ai đã và đang hợp tác với Vietfest TV hãy chấm dứt sự hợp tác của mình. Chúng tôi kêu gọi quý đồng hương tẩy chay không coi Vietfest TV. Và chúng tôi kêu gọi tất cả các cơ sở thương mại Việt Nam đã và đang quảng cáo trên Vietfest TV hãy ngừng quảng cáo của mình. Đây là một cái điều hết sức là đơn giản. Chúng ta không chấp nhận chế độ cộng sản độc tài Việt Nam bóc lột người dân. Chúng ta không chấp nhận bất cứ ai làm việc với họ. Và chúng tôi đòi hỏi Vietfest TV phải chịu trách nhiệm với đồng hương khắp nơi trên thế giới về việc họ đã quyên tiền, lạm quyên, lợi dụng lòng thương của người Việt hải ngoại, lấy tiền gửi về cho bè lũ cầm quyền Việt Cộng để mà dùng cái tiền đó làm chuyện gì chúng ta không hề biết. Đây là một sự phản bội đến tình thương, đến cái lòng tự thiện của người dân ở hải ngoại. Chúng tôi xin hết lời. Hãy chơi chung tâm thủy đi! Hãy chơi! Hãy chơi! Hãy chơi! Chung tâm thủy đi! Hãy chơi! Bây giờ chúng ta tiếp tục mời San Diego, mời chị Đặng Kim Quang đại diện cho San Diego, cộng đồng San Diego xin nói ý kiến.
kính chào quý đồng viên, chúng tôi là đến đây cùng tất cả các quý vị cục quận hương cất cao tiếng nói. Tiếng nói của chúng ta là tiếng nói chính nghĩa. Tiếng nói của chúng ta là những người tị nạn cộng sản không chấp nhận những hành vi hành động của những kẻ đã bán nước còn hại dân, của những người đồng lõa với những bọn đó, đó là Vietfest TV cũng như Thúy Nga, trung tâm Thúy Nga Paris by Night, okay. Cũng như một số ca sĩ, nhạc sĩ đã đã giữ gì được quay về, quên mất cái căn cước tị nạn mình mà quay về để mà trình diễn, để chỉ vì đồng tiền đã cúi mặt làm cái điều đó. Chúng ta bắt buộc phải lên tiếng nói của chúng ta, những người tị nạn cộng sản phản đối những hành vi này. Thưa quý vị, xin quý vị giơ cao lá cờ vàng ba sọc đỏ và cùng tôi hô cao đả đảo Vietfest TV, đả đảo Vietfest TV, đả đảo Vietfest TV, đả đảo trung tâm Thúy Nga, đả đảo trung tâm Thúy Nga, đả đảo trung tâm Thúy Nga. Xin cảm chào, kính chào. Xin cảm ơn các đại diện của San Diego. Thôi, bây giờ chúng tôi xin mời một số người công chính, đại diện bên tôn giáo, xin có ý kiến. Xin kính chào quý đồng hương, tôi là một sư Nguyễn Công Chính. Khi mà chúng tôi nói điều này thì rất là đau lòng. Tại vì khi còn ở trong nước ấy, chúng tôi rất là hâm mộ trung tâm Thúy Nga Paris. Tại vì những ca sĩ hát những cái bản nhạc vàng trước 75 chúng tôi rất là yêu và rất là vinh dự. Vì có cái trung tâm Thúy Nga Paris và những ca sĩ đã giữ được cái nhạc truyền thống và chiếc áo dài. Và ngày hôm nay thì chúng tôi vui bao nhiêu thì buồn bấy nhiêu. Khi chúng tôi đứng ở đây với tư cách là chủ tịch của Ủy ban Chống Văn hóa và Tôn giáo Vận và cũng kết hợp với Liên Ủy ban Chống Cộng và Tây Sang để mà biểu tình, để mà chống lại Thúy Nga Paris hoặc là đài truyền hình Vietfest đã làm ăn với cộng sản. Cái vấn đề chúng ta vận động tài chính đó để mà giúp cho những người nghèo khổ ở trong nước là một việc chúng ta nên làm. Có thể chúng ta vận động để giúp cho những người tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị. Chúng ta có thể vận động tiền để giúp cho những người nghèo khổ dân oan mất đất mất nhà đi khiếu kiện. Đó là tinh thần người Việt Nam. Nhưng điều chúng ta đáng buồn ở đây là chúng ta vận động tiền hàng triệu Mỹ Kim để đem về làm ăn chung với đài truyền hình Vĩnh Long, để rồi chúng ta đánh mất đi cái tinh thần đạo đức nhân cách của người Việt Nam. Và chúng ta đã vi phạm về luật pháp Mỹ, về luật quốc tịch khi chúng ta tuyên thệ, chúng ta nói chúng ta không phải là đảng viên cộng sản và chúng ta không phải là người cộng sản. Nhưng ngược lại ngày hôm nay, và chúng ta đánh mất đi những cái thành tựu mà chúng ta đã xây dựng xuyên suốt 43 năm qua, đó là trung tâm Thúy Nga Paris hoặc là đài truyền hình Vietfest, đó là tiếng nói của dân tộc, đó là những cái hình ảnh văn hóa của dân tộc. Và ngược lại thì bị nghị quyết 36 của cộng sản đã mua chuộc và cuối cùng như vậy trở thành cái công cụ cho cộng sản, và chúng ta phản bội lại đồng hương, phản bội lại dân tộc Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng cái giá phải trả vì chúng ta làm những cái điều đó. Chúng ta tôi sẽ chém cái đội hình nhấc lên, không đến nơi nào cái lót nhấc lên. Đã đảo, đã đảo. Đã đảo trung tâm Thúy Nga.
qua. Thưa mấy đồng bào, đồng bào cho tôi trình bày chút xíu trước cái vị trí của Trung Nam Ý Nga. Chúng ta sẽ cử hành nghi thức chào quốc kỳ. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc biểu tình kế tiếp, đồng bào yên tâm đi, chúng ta còn biểu tình tiếp. Trước trung tâm phía Nga, những lãnh vực như thế và những người tham gia toàn biểu tình với tất cả những cái hội nghị ổn định chay. Anh linh của các chiến sĩ đồng minh đã nằm xuống
cho đất nước Việt Nam vì lý tưởng chống cộng sản. Cùng hướng linh của đồng bào đã tuẫn nạn trên đường vượt thoát nơi biển cả chốn rừng sâu, cũng chỉ vì một khát vọng đem cho được đến bến bờ tự do. Sau ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, cuộc sinh lắng lòng để tiếc thương cho những người con của mẹ Việt Nam đã xả thân hy sinh mạng sống cho đại nghĩa của dân tộc. Phút mặc niệm bắt đầu. Thank you.